Bây giờ bà con đây là đi đi lãnh nước mà giờ chỗ nào có nước là bà con cho tới hả? Rồi phát phiếu vậy, không có phiếu là làm sao lấy? Thì có nước thôi. Là bây giờ phát phiếu là hết cái phiếu của ấp đó rồi mới dư là mới phát cho mình. Được. Rồi, có bữa nào mà hết luôn không? Trời ơi, nói nghe tội nghiệp gì vậy? Bơm nước hầm mà tới mà cái ông kia ông nói vậy nè, thôi đừng có bơm nữa, bơm quá ông nước á là không có nước mà để cá ông chết á. Bơm nước mặn chát luôn á, nói thật á. Tắm ở đó nha. Em tắm nước dưới địa đó xong rồi cái đầu á em mới xả lại một ca nước của mình. Cái lúc đầu nhầm người á, còn ở đây á hả, bởi vậy người ta nói mắc văn hóa là như vậy. Mắc văn hóa là có cái là xin nước người ta đổ nước của người ta là có luôn nữa hả? À, Phú xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Phú đang ở khu dân cư Tân Tập và hôm nay là chuyến xe nước cuối cùng của Phú để gửi tới quý cô chú anh chị. Thì do hôm nay là cái xe nước nó hẹn giờ bị trễ, cho nên giờ này chưa có xe. Giờ sẵn ở đây là mình thấy bà con ở đây đông đúc nè, giờ mình lại mình trò chuyện, mình hỏi thăm bà con xíu để nói chuyện xíu. Giờ này sao bà con ở đây đông quá, và Phú cũng nói với luôn với cô chú anh chị thì hiện tại giờ là Phú không có nhận nước nữa, cũng như là các đoàn. Bây giờ nếu mà muốn đi thì hỏi vị trí thì Phú gửi cho vị trí lại chính quyền, số điện thoại đó cứ với cô chú anh chị đi, giờ Phú không có dẫn nữa. Nó do có nhiều rắc rối lắm, nhờ người ý về người ý khác, thành ra là giờ Phú không 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 dẫn nữa. Còn một xe nước ở Gò Công thì của gia đình lúa cổ thụ gửi thì chiều thứ bảy Phú sẽ đem xuống Gò Công cho xe nước đó là xong, không không nhận nữa. Với lại xe lúc này là không còn là chạy nhiều nữa, xe nước do người ta phải làm những công việc của người ta, đi vận chuyển những công việc của người ta đó, cho nên xe nước bây giờ đặt không có được. Thành ra giờ quý cô chú anh chị muốn cho nước thì Phú sẽ cho số điện thoại quý cô chú anh chị tự gọi rồi kiếm điểm cho. Phú cũng nói rõ hơn bây giờ cho cô chú anh chị biết, vùng đất của Cần Giuộc nó không phải như Gò Công. Ở đây thì người ta là đặt những cái bồn nước công cộng, khi những cái xe nước nghĩa tình tới thì được chung chuyển vô những cái xóm ấp trong những cái đường nhỏ, bà con rảnh mới ra lấy, chứ không có lấy ồ ạt đây. Nhưng mà dưới Gò Công, bởi vì Gò Công thì người ta không có đặt bồn, rồi xe tới thì bà con ra lấy. Còn ở đây bà con phải đi làm, nước thì lấy là phải dắt chiều, khi người ta đi làm về ta mới lấy, chứ mà dắt chưa nắng mà muốn bà con ra lấy không có. Phú quay những clip trả cho mạnh thường quân thì Phú xuống dắt chiều, xe về dắt chiều rồi Phú đi theo những xe trung chuyển đó đi vào bên trong để quay chia sẻ cho cô chú anh chị xem cái cảnh bà con lấy nước chứ mà chưa nắng mà bắt buộc bà con đi ra xách can ra hứng nước để quay phim là cái chuyện đó là không không ai ra lấy hết á. Bởi vì giờ là người ta phải còn cái công việc của người ta để người ta làm, để người ta kiếm ăn, chứ mà giờ đâu phải mà như dưới Gò Công đâu. Mà dưới Gò Công tại vì là người ta làm nông nghiệp cho nên người ta mới rảnh cái thời gian người ta lấy bất kể giờ giấc. Nhưng mà hồi lúc trước chứ lúc này thì bây giờ người ta cũng không lấy vậy nữa, người ta lấy cũng có giờ có giấc hết, chứ người ta không có lấy mà tràn lan. Hồi trưa này là những cái chiếc xe bồn với Gò Công là còn ở dưới đình Thượng Định, nó còn trở ngược lên đây nè, nó giờ nó thiếu nước là cái cánh ở dưới Tân Hòa rồi đó, Dàm Láng rồi đó, Kiển Phước. Thì Phú cũng quen biết bên là đội xe của Phương Giáo Hảo đó, cho nên cũng liên lạc là đem xe chuyển xuống dưới. Bây giờ bà con đây là đi đi lãnh nước mà giờ chỗ nào có nước là bà con cho tới hả? Rồi phát phiếu vậy, không có phiếu là làm sao lấy? Thì
có nước thôi. Miễn ta có nước không cho uống là được rồi. Có phiếu mình không có phiếu, mình chờ chừng nào phát phiếu thì phát phiếu rồi mình mới tới mình. Là bây giờ phát phiếu là hết cái phiếu của ấp đó rồi mới dư là mới phát cho mình. Được. Được rồi, rồi rồi có bữa nào mà hết luôn không? Bữa nào hết thì mình có đi về không? Trời ơi, nói nghe tội nghiệp dữ vậy. Ừ, như vậy không được sao vậy? Rồi nói nghe tội nghiệp dữ vậy. Tốn tiền xăng. Sao vậy? Hôm qua cô phát cái phiếu kia em có biết địa chỉ đi lấy luôn á. Ở đâu rồi? Ở đâu chứ? Này 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 này. Ta phát ra quần quả đây má, má nhà má hộ nghèo mà có được đâu. Mà tại mình không có phiếu. Không có phiếu. Có vài chục người hết 100 người có biết ông chừng áp lên nào đâu không đủ nhét kẻ răng bữa đó một xe tải nhiều lắm á là cho quả tới đây nè người ta tại chợ mà nhà má thì là bà là hộ nghèo từ xưa tới nay mà không thấy phiếu gì hết trơn á chắc ta nhìn ta thấy con bà giàu hết rồi ta bên con đưa hộ nghèo với lại bà nay 83 tuổi rồi bà cũng là có cái bụi già nữa dạ tại ghẹo vậy chứ trời ơi phiếu này xã này á bà con là tiền vàng hà không có nước thôi tiền vàng hà đâu chứ tôi thấy tôi nghèo tôi đi mới đi vượt theo nước mà hồi nãy giờ đi không trời nhắc tiền á vườn ốc mới trở về nè không có gì đi về nè vô mấy cái tiệm ổng đang khách trực tiếp đi vậy không quay à chứ không ở đây á nhiều khi lúc hổm nó thẳng ra là tụi em á hả là bơm nước hầm lên xài á bơm nước hầm mà tới mà cái ông kia ổng nói vậy nè thôi đừng có bơm nữa bơm quá ông nước á là không có nước mà để cá ổng chết á bơm nước mặn chát luôn á nói thật á tắm ở đó nha em tắm nước dưới đìa đó xong rồi cái đầu á em mới xả lại một ca nước của mình lúc đầu nhầm người á còn ở đây á nhiều bởi vì người ta nói mắc văn hóa là như vậy mắc văn hóa là có một cái là xin nước người ta đổ nước của người ta là có luôn nữa hả ừ. Vậy bây giờ hiện tại giờ hiện tại giờ cái thiếu nước ở trong mình giờ còn thiếu không trong em cũng còn thiếu nước vẫn thiếu trầm trọng rồi bây giờ nghe trời mưa mà nghe mấy anh nói chuẩn bị ngưng là giờ là dân đây là họ là giàu là lần lần rồi đó thấy ông trời ông mưa vậy là đang giàu rồi đó mưa không có lớn vậy cái mạnh thường quân ta ngưng nước á cái ở đây không có nước xài ngày nào cũng phải đi chở anh ơi không giữa này mà ông dí theo trời ơi ông cho ông dạ không cho ông nghèo nhất ở đây luôn dạ hai trong gia có mặn gì đâu có ăn nữa giờ bây giờ là canh nước bây giờ canh nước là xe nước là xuống cho là bà con là canh có bữa thấy ông mà mình sợ ông đứng bấm giùm ông ông đi không lúc đầu khổ lắm anh ơi trời ơi rửa chén á không thao chén cái chừng ba miếng nước dài rửa dao xong để rửa chén chứ không phải rửa chén không á trời ơi nó khổ biết khổ rồi tài sản bán sạch hết ngày xưa cũng giàu dữ lắm hả giàu nghèo đủ ăn cũng đủ ăn vậy chú bị gì mà chú mổ vậy đứt mình mổ tim đứt mình mổ tim ôi trời mổ tim mà sao mà không mổ ai tim mà tôi 8 lỗ còn xẻ hai bên háng nữa thấy ổng là phế rồi đó ổng phải đi lấy nước á mấy bữa mà cho canh mà đè giật giật á sợ ổng giùm ổng chứ sợ luôn á ai bé ở đâu ngày qua đụng xe ngay chỗ ngày hôm qua nghe thằng chồng tôi nói đụng ở đâu ngoài đó đó ngay nhà ổng luôn nhà ổng mổ giờ cái người bé nhầy đó rồi bé nhầy hết giờ bị tim nữa tự nha mọi người ơi ai có phiếu đưa con không? Rồi, nó lại đưa cho cái mấy con. Rồi, đây, ai có phiếu lại đây con gì? Con muốn cái gì? Thôi, ai lấy nước thì lại lấy. Nước thì có cho bà. Con bà muốn thì lại lấy. Cho nước không cho bồn tới. Nước xe bồn. Cho nước xe bồn, xài. Nước lóc thì cũng có, một lát ai lấy thì lại ra lấy. Xài cũng có, nước lóc cũng có. Đi về, lát mình đi học mình ghé đây chứ nhờ. Đây còn phiếu lên, nhận nha. Em có bé, có phiếu được không? Anh chậm được. Anh chậm ơi, anh chậm em quét đi. Chị. Tôi đưa phiếu này cho đây, phiếu này đây. À, có phiếu tới nhận quà nha. Dạ. 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 Dạ.
gì đâu nghe, chỉ có tại người nào cũng như ngày nay chứ gì đâu. Anh cho quét đi, cho quà không chú. Không ai đứng đâu, nó thiếu rồi, nhận tiền giờ đắt rồi, nó thiếu rồi, nó thiếu rồi. Đây đưa, đưa phước hôm nay. Em gái ơi, cờ hỏi em gái kia đi đâu hả? Dạ, một nước lại xếp hàng lại lấy thôi. Nước một lát giờ lấy can mới chở được mà. Ờ, xe bộ. Xe bộ, nước lấy can mà chở đâu nhà. Bây giờ tôi nhớ rồi, tôi bằng xe bộ. Bây giờ nước rồi, phải lấy về vậy. Lát không có phiếu lấy gì nhận nước. Không, nước không cần phiếu con. Nước không cần phiếu. Nước rồi lấy thoải mái. Cái này là cái quà tiền qua thơ thôi, còn cái là nước mà thoải mái. Nước rồi khác, nó tự người ta lấy nha con. Chứ không phải là cầm phiếu này mới có nước. Dạ, cái phiếu này là để lấy bao thơ, trong đó có quà trong đó nha con. Tại vì trong cái phiếu là để nhận nước xin quà. Dạ. Có nước là cô muốn lấy là lấy thoải mái. Nước là cô tới lấy, còn này trong bao thơ đó là có tiền con. Nước là cứ có đồ đựng là cứ lấy đựng thôi, không cần giấy. Cô sợ là nước là phải có phiếu. Không có phiếu. Cô tư. Nước là không cần phiếu. Dạ. Cô có nước là cô cứ lấy đồ lại đựng thôi, nước này rất là nhiều. Còn nhiêu thôi cầm đi cho nặng, cho hết cho trời đi mấy cô ơi. Tự cho hết đi, cầm đi cho nặng. Nước lắp cũng có, nước bồn cũng có. Nước lóc nè cho ta ăn có cho nước lóc đi để ta về hết nghe nói đi. Cho luôn đây, cho luôn mấy bạn. Ôi lấy nước lóc cho mẹ đi. Đợi quá, chiếc này lấy nước lóc rồi mọi người ơi. Mọi người lấy nước lóc đây, chiếc lấy nước lóc. Rồi, xong rồi thì chị Vi lại cái đòn phát nước lóc của chú anh chị. Người lóc. Vậy nó dồi gì đâu mà đụng. Em lấy nước bồn đó nha anh nha, lấy nước bên ngoài kia. Ai đâu mà tính người. Cái này là tính hộ chứ không tính người anh ơi. Tính hộ không có tính người. Còn nhiều người lắm cô ơi, người lóc thôi cô ơi. Bỏ giờ lãnh hai bao thơ rồi anh cũng hai thùng nữa hả? Tớ nhận quà rồi chú cứ cái này lại. Rồi mà ý là tớ nhận rồi hai lốc. Một lốc thôi chứ cái hạn định là chỉ nhận tiền thôi. Còn nước là mình không có. Rồi rồi nhận tiền đi, nhận tiền. Rồi lấy lốc quá về cho anh uống đi, đưa tiền đây. Rồi rồi, cảm ơn chị đứng chào kìa. Vậy chị Bi ơi, bây giờ bà con đây cho đủ rồi thì giờ chút xíu nữa đó thì để người ta lấy nước kia đó lại mình cho tiếp. Còn phần này nè. Được, để chú em gọi cho cái anh chạy vô á, anh chạy vô trong đây. Không không, xe đó là xe nhỏ vô chứ xe bồn đâu vô được. Xe ở đây là vô xe bồn nó đậu ở ngoài thôi. Xe bồn nó đậu ở ngoài thôi. Gửi cho một cái bao thư với lại cái một lốc nước. À, xin qua bển đừng lấy lốc nước luôn kìa. Rồi anh lấy lốc nước đi.
1 giờ Mấy con.